Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cách làm một cái logo 3D bằng After Effects sử dụng plugin Element 3D. Đầu tiên chúng ta sẽ cần có một cái logo. Thì vô website freepik.com gõ vô chữ logo. Thì mình ở đây mình chọn cái logo Freedom này. Sau khi tải về thì ta sẽ có được cái logo này. Và anh ta sẽ chọn hết các cái đường vector, Ctrl C vào trong After Effects, đưa vào đó một Ctrl V thì em ta được cái shape của nó, để là guide layer để nó không render ra cái shape này. Tắt nó đi, mình đưa vào một cái solid layer khác và để vào đó là plugin Element 3D của Video Copilot. Rồi trong phần custom text chúng ta sẽ chọn đến thằng layer white này. Layer white này tính là mình sẽ đặt tên nó là logo vector để cho dễ nhớ. Thì đây mình sẽ chọn đến logo vector nha, ở trong phần custom text and mask. Rồi ta nhấn vào đây, nhấn extrude thì ta sẽ có một cái logo. Mà hiện tại ở đây các bạn thấy là có các cái cạnh của nó chưa có được đẹp, nó đang bị low poly. Thì để tăng poly lên, ta sẽ vô phần patch resolution, chọn là ultra. Rồi ở đây mình sẽ để extrude là 2 và mình sẽ để đưa vào đó một cái texture. Thì cái bộ texture này nó các bạn nó sẽ kiếm download, tên của nó là Elite Shader for Element 3D V2 của Video 2. Thì mình kiếm tải cái đó thì mình sẽ có cái bộ này. Thì ở trong này có rất là nhiều những cái texture đẹp. Như đây mình sẽ chọn cái ô màu cam này. Và mình sẽ chọn bevel of copy, mình sẽ để là 2. Thì cái 2 này, extrude của nó mình cũng để là 2 luôn. Cái 2 này mình sẽ để vào một cái texture màu đen. Và mình để cái bevel size của nó to hơn, ví dụ như 1.2 đi. Còn thằng bevel này nó sẽ là thằng bevel này mới là 1.2, còn thằng bevel màu cam này thì nó là 1 thôi, thì nó sẽ nằm ở dưới. Sau đó chúng ta chỉ cần di chuyển cái offset này đó để cho cái màu cam nó chui lên, và ta sẽ để bevel sẽ ở đây. Mình thấy cái cạnh tròn này mình không có thích, nên thành ra mình sẽ để nó là 0 luôn. Đó, để mình lấy cái cạnh nhỏ như vậy. Rồi sau khi mình có được cái cạnh nhỏ như vậy, thì cái phần màu cam này á, nó hơi rực rỡ. Mình có thể đổi thành một cái màu cam nó nhạt hơn chút. Đó, thì sau khi chúng ta có một cái logo như vậy, ta có thể chọn cái phần environment. Thì ở đây mình sẽ chọn là cái này cho nó đỡ sáng một chút cũng được, nhấn ok. Bây giờ mình sẽ tạo một cái camera có rồi trong cái camera này. Đó, mình để nó xong. Tạo thêm một cái đèn đi. Tạo thêm một cái đèn parallel. Mình để cái đèn này nó rọi từ trên xuống vậy. Đó. Để nó rọi từ trên xuống. Xong.
Ở trong này chúng ta sẽ dùng Environment và Lighting. Trong phần Lighting mình chọn là Cinema, thì nó sẽ có cái đoạn ánh sáng được đánh ở phía bên này. Mình hoàn toàn có thể thay đổi được cái đoạn ánh sáng đó nha, bằng cách là mình di chuyển mấy cái rotation ở đây thì mình sẽ có được cái ánh sáng, hoặc là mình cho ánh sáng nó chạy lên trên thì tùy, muốn ở trên hay ở dưới hay gì đó chẳng hạn vậy. Rồi mình sẽ để phần là ảnh hưởng bởi cái ánh sáng của đèn đó. Sau đó ta sẽ làm animation cho cái đoạn logo này luôn, bằng cách là ở đây ta thấy có là animation engine, chọn là nó sẽ đến, nó sẽ đi từ group 1 sang group 2 từ cho đến 5 giây đi, là ta sẽ đi từ group 1 sang group 2. Hiện tại group 2 chúng ta chưa có, nên khi là đi từ 0 tới 2 có nghĩa là nó mặc định là nó không có gì hết luôn, thì nó biến mất. Thì ta sẽ tạo thêm một cái group 2 bằng cách là duplicate cái group 1 này lên và để vào đó là số 2 đó. Và trong cái số 1 này mình sẽ mở cái chế độ gọi là multi object. Trong này mình muốn là mọi thứ được rotate random như thế này đó, rotate random, và mình sẽ display mình, tức là cho mọi thứ đó, nói chung là tùm lum tùm la đó, mình cứ làm sao cho nó random ngẫu nhiên. Rồi thì khi đó animation về 100 nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ ta sẽ làm particle rotation, có nghĩa là có thể là rotation random cũng được, bằng cách là nó sẽ trở về vị trí ban đầu ở dây số 5 và nó sẽ random, rồi nó sẽ random ở âm 81 độ. Thì cái random này nó cũng chưa được đẹp lắm, nên mình sẽ làm thêm cái thằng Y này vô này. Làm thêm thằng Y này vô đó, kiểu vậy. Cái rotation random này bỏ. Thì ta sẽ để nó khoảng là âm 180 độ luôn đó. Xong bây giờ chúng ta sẽ đến phần là cái phần gọi là out focus. Thì làm sao để được out focus, mình sẽ dùng cái camera này mở một cái chế độ gọi là depth of field, để cái chế độ mờ lên 100 và mình sẽ ở dây thứ 5 này mình sẽ keyframe cái thằng focus distance sao cho nó có thể nhìn thấy rõ được, nó có thể nhìn thấy rõ được, nó có thể nhìn. Và khoảng 1150 làm ta thấy nó rõ nét nhất. Và khi mà nó nằm ở chỗ này thì mình cũng phải keyframe luôn cái phần position của camera này luôn, bằng cách là ban đầu mình muốn cho cái logo này nó to cỡ này, và mình muốn focus distance vào trong cái chỗ này chắc là đó, focus vào đây. Rồi thì chúng ta sẽ thấy là
nó có chỗ nét, chỗ mờ, chỗ nét, chỗ mờ, chỗ nét, chỗ mờ. Xong rồi cuối cùng là nó rõ hết cỡ. Đó. Cuối cùng nó sẽ rõ hết cỡ vậy. Rồi. Tiếp theo là tiếp theo là ta sẽ làm một cái background nhẹ. Mình sẽ làm một cái background nhẹ. Fill một cái màu black luôn. Fill màu đen cho luôn. Xong mình sẽ làm thêm các cái optical flare. Thì phần optical flare chúng ta sẽ dùng là đầu tiên mình clear, mình đánh một cái ánh sáng trắng. Ở phía bên này. Và nhớ là để là 3D. Khi mà mình để nó là 3D thì nó sẽ có cái sự di chuyển với đây, mình để khoảng 1500 đi. Tức là cái ánh sáng này nó sâu bên đằng sau. Đó. Khi mà mình để nó ở chế độ 3D thì cái ánh sáng này nó cũng sẽ di chuyển với cái camera luôn. Rồi. Và mình để cho nó cũng chớp chớp một chút, ví dụ như 20 20, rồi nó chớp nháy. Xong rồi duplicate cái thằng flare này lên, mình làm một thằng ở phía bên tay tay này, nhưng mà thằng này nó sẽ là ở phía trước, có nghĩa là nó khoảng là -1000 thì nó ở phía trước. Đâu mất tiêu rồi. Tức là không trước. Rồi mình để nó vô đây. Thì tất cả những cái đèn này đều là on transparent hết. Thì nó mới thấy được cái đèn ở dưới. Rồi cả hai cái đều để chế độ edge cũng được. Cái đèn thứ hai này chúng ta sẽ để nó là một cái đèn nào. Đây. Mình lấy cái này. Sau đó mình sẽ tắt bớt những cái không cần thiết đi. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có được một cái cảnh. We'll be right back.